anh cho em xin lời nhận xét xem nào. Đội mận đội cả đứng cả khẩu trang đây đi anh. Đây, nói chung đây. Là tôi thì nghe đấy chú Trung ở qua các clip từ lận Lào Cai xuống đây để lắp cho cái xe cho nó ngon nghẻ. Hôm nay nói chung là rất hài lòng và ưng ý với các sản phẩm của chú Trung cũng làm cho mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Xin chào anh em. Chiếc Santa Fe từ cái đời 2015 đến 2017. Đấy là cái phòng cũ, chưa lên cái phòng mới mà 2019-2020 đâu. Chúng ta nên trang bị những cái thiết bị như thế nào thì mình sẽ giới thiệu trong cái video này cho anh em. Thì nhìn diện mạo bên ngoài của chiếc Santa Fe ấy, thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta cần đấy là một bộ bực bệ, một bộ đèn led pha. Còn đối với đèn cốt của chiếc xe này thì nó cũng hay hỏng cốt, cái chóa cốt nó hay bị hỏng, chúng ta cũng nên thay luôn. Tuy nhiên cái phần điện vào phần bên trong thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em vô vàn những cái thiết bị rất là hay ho. Là chiếc màn hình DVD Android, một bộ camera 360 và đặc biệt là có một cái âm ly, là âm ly Audition. Âm ly đấy dành chuyên dụng cho những cái dòng xe như loa rất hay như Santa Fe. Tuy nhiên là cái hệ thống đầu đẩy nó có thể là nó không được tuyệt vời bằng. Ví dụ đầu DVD zin đi, chúng ta nên cho một cái âm ly Audition. Thì xin mời anh em chúng ta sẽ vào bên trong. Ở trên chiếc Santa Fe này thì chúng tôi thường khuyên anh em là khi mà độ, kể cả là độ màn hình hay là không độ màn hình, thì anh em nên có một cái âm ly, cái DSP, để cái âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thậm chí là anh em lắp quả loa súp thôi nó cũng không hay bằng cái bộ DSP này đâu. Thì ở đây mình trong hội Santa Fe mình lắp rất là nhiều cho anh em. Nhiều anh em bảo là nếu như lắp cái bộ DSP này có thể là không cần loa súp cũng được. Thì cái bộ đấy nó rất là nhỏ. Cái bộ đấy là Oxenon, mã là D3001, rất là nhỏ gọn bằng cái bàn tay của mình thôi, to gấp đôi cái phần dày, cao hơn gấp đôi. Còn ở đây hoàn toàn là thiết kế cắm jack zin 100%, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây nữa, bát mít chép đấy, chúng ta điều chỉnh ở đây. Còn là khi mà chúng ta mở bài hát thì chúng ta lại tiếp tục thôi, ra lệnh giọng nói trên này, mình đọc ở đây nhá. Mở nhạc Xuân Remix 2020. À, chúng ta đọc thì nó sẽ nhảy ra. Âm thanh bass nghe rất là quyện. Đấy, đây là chiếc màn hình Android thì mình mở qua một đoạn để mọi người nghe bát chép. Còn ở đây thì hoàn toàn cái hệ thống điều hòa khi mà chúng ta vặn thì nó lên này. Và hai vùng điều hòa độc lập thì nó cũng hiện lên hết. Đây, ví dụ bao nhiêu độ thì nó thay cho chiếc màn hình cũ là nó có cái nhiệt độ trên này luôn, là để chúng ta biết được luôn. Nó tích hợp zin lên trên này luôn, hai vùng điều hòa độc lập. Đó, và chúng ta off đi thì nó cũng báo là AC đã off, đây AC on rồi. Đấy, và mình sẽ off đi. Ok, đấy. Còn quá trình ra lệnh giọng nói thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều thứ. Ví dụ như là mở dẫn đường đi đâu đấy đi. Dẫn đường đến Trần Duy Hưng. Đấy thì bản đồ Google Maps hiện ra cho chúng ta đi. Đấy, chào mừng bạn đã đến với điều hướng của Google Maps. Đấy, đừng quên là mất chú ý. Cái này điều khoản này chỉ là chúng ta chấp nhận một lần đầu thôi. Đấy là được thôi. Còn ở trên này thì mình cũng giới thiệu khá nhiều cho anh em là về cái bản Android OLED C2 này rồi. Ngoài ra nó có thêm cái bản đồ Navitel ở đây nữa. Đấy, bản đồ Navitel này giúp cho chúng ta được cảnh báo tốc độ ở trên này. Đấy, nó sẽ cảnh báo tốc độ chúng ta đi trên đường bằng tín hiệu. Ví dụ như là tinh khi mà chúng ta quá tốc độ, hoặc là bạn đã đi quá tốc độ quy định. Đấy. Và hiện tại thì cái địa điểm đang ở Mỹ Đình này. Ok. Còn vào bên trong nữa thì nó có một cái thiết bị rất là hay cho bác chủ xe này, là khá nhiều đồ. Giới thiệu trước cái bộ 360 đi. Đây là mình xi nhan phải. Đấy. Xi nhan phải chúng ta nhìn được cái lốp ở đây này. Đó, anh em thì nhìn cái lốp ở đây. Và khi mà đi trên đường thì như lái mới,
vị trí người lái như mình ngồi ở đây thì mình không thể biết được cái lốp này ở đây có cái dép được rồi. Nhưng mà khi mà có cái này thì chúng ta nhìn được đôi dép của anh em kỹ thuật đang để đây. Đấy, nó rất là thông minh ở chỗ đấy. Hay là xi nhan bên trái. Đấy. Hay là chúng ta muốn ghép cam, bấm vào giữa cái ô tô thì nó ghép hai bên luôn, rất là thông minh. Cái bộ này nó thông minh hơn hoàn toàn là vì nó có chế độ chấm thông minh ở trên này. Hoặc là ví dụ như ở bên trái thì chúng ta muốn nó to đùng thì chúng ta bấm thêm phát nữa, chúng ta thấy được cả đuôi đằng sau này luôn. Đấy. Khi mà chúng ta rẽ phải thì chúng ta thường là cứ ước lượng là ở giữa sân thân thân xe này, không biết là nó có chạm phải cái vật cản bên phải không, thì khi chấm vào đây thì chúng ta biết được à chiếc xe mình đã thoát được khỏi cái vùng bên phải đấy. Nhưng anh em đi trực tiếp thì anh em sẽ cảm nhận thấy thôi. Đấy. Còn đây là đằng sau thì nó sát quá rồi nên là nó thấy cái ô tô đây hơi xấu. Chúng ta muốn cho to lên thì nó to cả một cái ô tô luôn. Quá trình đấy thì nó ghi lại hành trình cả bốn hướng. Nó có cái nút đỏ ở đây là đang ghi lại hành trình. Đấy. Thì anh em sẽ xem lại cái hành trình này bằng cách là chúng ta dùng cái điều khiển này thôi. Chúng ta sẽ bấm. Ok, mình sẽ bấm cái này ở đây. Chúng ta bấm vào playback. Đấy, là chúng ta xem lại hành trình cả bốn hướng. Đây như chiếc xe của anh ấy đi tối hôm qua này. Là 241 video và mỗi cái video như thế là block 3 giây. 3 phút, xin lỗi anh em là 3 phút. Đó. Và đây là cái video mà vừa lúc nãy của mình đây, ban ngày đây thì nó sẽ nét hơn khá nhiều ban đêm. Và chúng ta sẽ xem cái video ban đêm thì nó có nét hay không. Xem lại. Vâng, đây em chỉ cho anh xem lại luôn ạ. À, mình vừa quay vừa hướng dẫn cho anh luôn. Anh ngồi đằng sau đi, em hướng dẫn cho anh xem lại luôn ạ. Đây là những cái mở đấy ra để xem lại. Vâng, cái này nó rất đơn giản anh ạ. Chúng ta bấm vào playback. Playback ở đây này. Đây là xem lại và chúng ta bấm chuyển các cái video, ví dụ như 3 này. Đấy, mỗi cái video như thế thì ở đây nó sẽ ghi là ngày giờ. Ví dụ như ngày hôm nay, sáng hôm nay anh đi từ lúc 6 giờ. Đấy thì nó sẽ ghi lại hết. Nó ghi lại cả bốn hướng luôn. Đây anh đang đi trên cao tốc à. Đấy, toàn bộ đang đi trên cao tốc à. À, nó ghi lại bốn hướng đầy đủ. Đây em sẽ bấm, đây là ban ngày rồi, cái này là trời sáng rồi. Trời sáng hơn một chút xíu rồi. Đấy, đây là đằng trước nha. Đây là đằng bên phải nha. Em chắc chắn ở đây là anh đi đoạn là Nội Bài rồi. Đây là bên trái nha. Đấy. Ý là anh muốn bảo mở ra cái những cái kênh nào mình muốn xem ấy, có nghĩa là mình muốn xem lại cái khoảng nào thì mình mở ra như thế nào. Đây nha, anh muốn xem lại anh bấm vào playback ạ. Rồi. Đây chúng ta sẽ bấm vào playback này. Rồi. Đấy. Rồi. Thì ở trên này nó sẽ có 241 tệp. Ừ. Thì chúng ta sẽ mở. Đó, đây nó tương ứng với những khoảng thời gian của anh. Ừ. Ví dụ như là 5 giờ 57. Nó sẽ bị xóa đè cái lúc 4 giờ 3 giờ. Ừ. Bao nhiêu giờ đấy nó sẽ xóa đè đi. Ừ. Và nó chỉ ghi lại những cái file mới thôi. Đấy, còn nếu mà anh muốn xem tổng quan thì anh xem ở đây và chúng ta có cái nút là quay tua lại đấy, chứ không mở được, nó hiển thị từng dãy dãy xong mình chọn cái mục đấy là mình xem à? Không anh ạ, cái này là có ngày giờ nên là nó chỉ cho xem theo hình thức này thôi. Nó không như những cái khác, ví dụ nó hiển thị em hiểu từng tệp xong mình ấn cái tệp đấy là nó mở ra ấy. Cái này nếu mà anh muốn xem chính xác hơn chúng ta có thể vào máy tính. À. Còn nếu mà muốn xem ở đây thì anh căn khung giờ ở đây thì anh chỉ mất một chút xíu thôi. Chúng ta bấm vào đây này, tua lại. Và mất một chút xíu thôi. Đấy, chúng ta bấm. Ở đây nó có một cái mắt nhận để bấm. Đấy. Đây và chúng ta sẽ xem cái lúc mà khoảng tầm sáng sáng một chút. Đây lúc 6 giờ sáng đi. Đấy, ví dụ như anh muốn xem ở cái video bên trái hay bên phải, đằng bên trước hay đằng sau, ví dụ đằng sau nhá. Đấy, cái này cái cam của anh nó hơi bật. Ở đằng trước thì nó nét này. Đấy, cái cam trái nó cũng nét này. Bởi vì là đằng sau của anh bùn đất nó hay bắn lên. Đấy, là nó ghi lại hết cả trước cả sau. Đây hai cái bánh trước đây, cái bánh sau đây. Đấy. À, ví dụ như có cái bất kỳ cái trường hợp nào anh muốn ghi lại là nó ghi lại hết. Đấy, ông nào làm hỏng lốp mình biết luôn. Đấy. Anh muốn ok một cái là nó tổng quan ra cả bốn hướng. Đấy, anh cứ tưởng là mở ra cái tệp kia thôi chứ còn nếu cái này, lại thì là cái này đơn giản. Cái đấy phải dán lên trên cao lên tí. Và cái này cũng ít khi sử dụng anh ạ. Ok, đấy là cái quá trình mà chúng ta xem lại. Nó rất là dễ dàng, không khó đâu, khi mà thời gian nó ghi lại rất là chi tiết đây, ngày giờ đầy đủ hết. Đó. Còn camera 360 này thì nó rất là hữu ích rồi.
và rất là nét. Ở cái chip là chip Sony A225 nên là gần như là chúng ta nhìn ở trên này không có muỗi đâu. Đối với những cái cam theo xe ở đây này nó có muỗi này, nhưng ở đây nó không có muỗi đâu, nó rất là trung thực giống như camera máy ảnh điện thoại bây giờ, đời mới bây giờ. Và những cái tính năng này vô cùng thông minh, như chúng ta chạm trên màn hình ghép cam, chúng ta chạm bên này để ghép bên trái. Đấy, chúng ta muốn to bên phải. Khi mà chúng ta không xi nhan như mình đã có rất là nhiều video cho anh em xem rồi. Một cái thiết bị nữa cũng rất là hay, đấy là cảm biến áp suất lốp. Cảm biến áp suất lốp này là cái thương hiệu Steamate, thương hiệu rất là nổi tiếng, ra đời từ năm 1993 đến bây giờ và hiện tại vẫn là đang là số 1 trong cái phân khúc về cảm biến, như cảm biến điểm mù, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, cảm biến không khí. Đấy là tất cả những cái dòng này. Và đặc biệt cái dòng này thay đổi rất là dễ dàng. Ví dụ chúng ta bị hỏng một van hay là trường hợp gì đấy, chúng ta đổi rất là dễ dàng luôn. Chúng ta chỉ cần thay thế hoàn toàn bằng cách là đổi thôi. Còn ở trên cái Absolut này thì nó hoàn toàn bằng tiếng Việt này, sử dụng cực kỳ dễ dàng luôn, không có gì khó khăn cả. Ok, còn chiếc màn hình thì như mình cũng đã giới thiệu rồi cho anh em rồi, thì ở đây nó có cái khe cắm SIM ở đây. Đấy, chúng ta cắm SIM thì chúng ta nghe nhạc thôi. Âm thanh khi mà cho lên cái quả DSP này thì nó rất là tuyệt vời. Và mình sẽ test cho anh em là khi mà có âm ly này. Đấy. Đó. Ở đây thì nó có một cái nút off. Đây là hệ thống bản của xe. Nghe cũng rất hay, nếu là chúng ta nghe quen tai. Nếu mà chúng ta nghe quen tai thì chúng ta thấy vẫn hay, vẫn có tiếng lời ban chép đầy đủ. Nhưng mà khi mà có thêm thì ban chép nó hay hơn một chút. Khá khá đấy. Đấy. Đây, mình sẽ tắt đi này. Đây là có nhá. Chờ một chút thôi, chúng ta nghe thì nó cũng ok. Đấy. Chúng ta bật lên. Sẽ mở nhạc test loa đi. Mở nhạc test loa. Rất là tiện lợi khi mà chúng ta bấm vào trên cái nút này. Ngoài ra thì bác chủ có trang bị thêm cái bộ bọc vô lăng để cầm cho nó mềm tay, nó không bị mất cảm giác. Còn chiếc xe này thì bác chủ còn lắp thêm bộ áo ghế nữa, áo ghế cho nó nhìn cho nó phong thủy. Đấy là quá trình là chúng tôi đang lắp cái đèn LED nữa, thì đi pha nó sẽ rất là sướng. Anh cho em xin lời nhận xét xem nào. Độ càng đứng cả khẩu trang đây đi anh. Đây, nói chung đây. Là tôi thì nghe đấy, chú Trung ở qua các clip từ lận Lào Cai xuống đây để lắp cho cái xe cho nó ngon nghẻ. Hôm nay nói chung là rất hài lòng và ưng ý với các sản phẩm của chú Trung cũng làm cho mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Đây là hôm nay đang dịch Corona anh ạ, nên là mọi người đeo hết khẩu trang, còn mỗi mình quay là mình không có đeo khẩu trang, kể cả cái bạn quay mình bạn cũng đeo mà cơ. Nên là anh em mà có những cái ý kiến đóng góp gì thì cứ để phần bình luận cho mình, hoặc là nếu mà có nhu cầu cái gì thì cứ liên hệ với chúng tôi. Đảm bảo là chúng tôi làm thì mọi quá trình làm tất cả mọi thứ đều cố gắng tuyệt vời nhất cho mọi người, và chắc chắn là những cái sản phẩm chúng tôi cung cấp thì chúng tôi test trước kỹ rồi. Xin cảm ơn anh em, xin chào anh em và hẹn gặp lại.